Đến với Buôn Ma Thuột, thủ phủ của Tây Nguyên trong những ngày hè, với tiết trời oi bức cùng với cái nắng cái gió của miền cao nguyên và hàng vạn rẫy cà phê xanh ngát, chá rượu cần thơm nồng hay không gian cồng chiêng đậm chất truyền thống của đồng bào dân tộc đã làm cho Buôn Ma Thuột trở thành điểm đến độc đáo giữa núi rừng đại ngàn này. Bên cạnh đó, Đắk Lắk còn có nhiều địa danh nổi tiếng khác như Buôn Đôn, cách thành phố Buôn Ma Thuột 42 km về phía Tây Bắc, từ lâu đã nổi tiếng không chỉ với cảnh quan của núi rừng, các phong tục mang đậm dấu ấn của vùng Tây Nguyên, mà còn bởi truyền thống săn bắt và thuần dưỡng voi rừng hào hùng một thời trong ký ức. Đến đây, du khách không chỉ được ngắm nhìn dòng Serebok huyền thoại, mà còn được trải nghiệm khám phá phong tục, đời sống văn hóa, sinh hoạt của nhiều dân tộc như Mân Âu, Ê Đê. Với những con người hiền hòa tốt bụng mà chương trình máy ảnh BNG sẽ ghé thăm nơi miền sơn cước lần này. Mạnh Cường rất vui được gặp lại quý vị các bạn trong chương trình máy ảnh BNG. Thưa quý vị, nối tiếp những chuyến đi ghé thăm các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cần sự chung tay giúp sức tại mảnh đất Tây Nguyên. Lần này, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn thêm một câu chuyện về niềm tin và nghị lực sống rất đáng trân trọng. Đó là câu chuyện của chị Hờ Tim Bơ, ngụ tại buôn Cư Enun, xã Giang Cang, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk. Không chỉ sống trong cảnh nghèo khó, hàng ngày phải chạy vậy để kiếm từng bữa ăn, chị Hờ Tim Bơ cùng chồng còn phải xoay sở vung vén mọi khoản chi tiêu để gom góp cho đủ tiền chữa trị cho hai con nhỏ bị bại não với niềm hy vọng mong manh. Gánh nặng nhiều là thế, nhưng vợ chồng chị vẫn không nề hà bất cứ công việc cày thuê cút mướn nào, vì biết đâu đấy, ước mơ chữa khỏi bệnh cho con sẽ sớm trở thành sự thật. Dạ, con chào bác ạ. Bác ơi, đây phải nhà của anh Inuen với lại chị Hơi Tim không ạ? Đúng, anh muốn gặp Hơi Tim hả? Dạ, Hơi Tim đâu ạ? Chị Hơi Tim. Đi trên bò. Còn anh Inuen? Đi làm ở chỗ cà phê đó. Dạ, vậy bác dẫn con gặp anh Inuen được không ạ? Dạ. Tới chỗ của con trai, con rể bác chưa? Để làm. Tìm đến xã Đam Cang, huyện Krông Bông, chúng tôi không khỏi thương cảm cho hoàn cảnh của gia đình chị Hờ Tim Kapper. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ không được bình thường như bao gia đình khác, khi hai đứa con lần lượt ra đời đều bị bại não và mù cả hai mắt. Buồn tuổi là thế, nhưng họ vẫn phấn đấu vươn lên, chăm chỉ làm thuê kiếm tiền để lo thuốc thang cho hai cháu. Dù biết là khó có thể chữa khỏi bệnh cho hai con, nhưng trong họ vẫn ấp ủ niềm hy vọng, rồi sẽ có ngày các con có lại được cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Này, nó đang làm ở đây nè. Dạ vâng ạ. Anh Noel đúng không ạ? Dạ. Dạ, em là Vũ Minh Cường đến từ chương trình máy ấm BNG. Dạ. Em có thông qua địa phương thì em có biết hoàn cảnh gia đình của mình. Bác cũng giới thiệu một chút xíu. Anh đang làm cái gì anh? Đang làm cỏ cà phê. Anh ngoài dãy cỏ này anh còn làm gì nữa không? Làm cành, làm lá. Vậy thôi anh cứ làm đi. Dạ, cứ làm đi rồi nói chuyện cho tự nhiên. Làm lắc mấy cái, ngặt mấy cái lá này ha anh? Dạ. Rồi ngày anh làm bao nhiêu tiếng? Ngày được 4-5 tiếng gì đó. 4-5 tiếng hả? Rồi... được nhiêu tiền anh? Được hỗ trợ 100-120 đó. 100-120 là đủ sống không anh? Dạ không, làm xong có ngày thôi. Mà trời mưa trời gió gì mình cũng làm hết hả anh? Mình làm như vậy rồi là tháng nào mình cũng làm, ngày nào mình cũng làm, hay là chỉ làm vào mùa vụ thôi? Chứ em biết cà phê đâu phải là lúc nào cũng trồng. Dạ, có việc kêu làm việc khác. Làm việc khác là làm việc gì? Làm ví dụ như làm đào hố. Đào hố cà phê. Dạ. Rồi bé thì mình chỉ cho uống thuốc vậy, hai bé mình chỉ cho uống thuốc vậy, hay mình có phải đưa tới bệnh viện không anh? Đi tới bệnh viện á. Bệnh viện ở đâu anh? Bên Krông Bông á. Có gần đây không? Xa. Mỗi lần mà đi vậy là mất bao lâu? Đi buổi sáng, chiều về. À. Bác sĩ có nói là có chữa hết bệnh cho hai bé không anh? Chữa không được. Chữa không được hả? Dạ. Rồi chị làm gì anh? Đi chữa bò thọ đó. Ngày nào cũng đi chăn hết hả anh?
Dạ. Từ nãy giờ em không thấy chị, là bây giờ là chị đang ở đâu? Đi chợ bò đó. Có gần đây không anh? Có. Là ở đâu ạ? Là ngoài đây. Dạ. Là chị đi chăn bò vậy là từ lúc nào tới lúc nào? Đi cũng từ sáng, chiều mới về. Dạ. Rồi cơm nước gia đình ai lo anh? Cơm nước thì về nhà hai vợ chồng cũng làm chứ. Người này chia nhau làm việc ở nhà đó. Dạ. Dạ, chắc là mình nghỉ chút xíu đi anh. Dạ. Ngồi đây mình nói dạ. Chuyện một xíu. Dạ. Em biết là phụ nữ anh, thì dù người ta thấy con người ta buồn hay là đau bệnh như vậy á, người ta có thể khóc được. Còn mình là đàn ông thì chắc là mình cũng đâu có khóc được đâu đúng không anh? Dạ, có lúc thì có chứ, có thấy buồn thấy tội hơn. Bé nó nằm ngủ miết, khóc miết kêu, đòi ăn nó kêu, nó khóc. Có lúc ở nhà này, nó đầu nó ốm thì mình ở nhà không có xe đi chợ, con đi bệnh viện đi mua xe của họ đó. Thì tiền mua xăng này kia là cũng thiếu này. Mình làm khổ cực đó. Con ôm đầu miết được thấy buồn thì. Anh với chị phát hiện ra con mình bệnh khi nào? Từ đi khám siêu âm thì mình đâu có không biết luôn mà đi vô khám bác sĩ là họ nói là bình thường thì mình không biết thì con bị như vậy. Nhưng mà biết khi nào bác sĩ mới đầu là bác sĩ đi siêu âm là bác sĩ nói không bình thường. Dạ, rồi khi mà sinh em bé ra là anh với chị cũng thấy nó bình thường hay sao? Thường cơ một tháng bắt đầu bé nó khóc suốt đêm này. Ngày không ngủ đêm không ngủ luôn mà khóc miết co giật luôn bé đầu co giật. Lúc đó anh chị sợ không? Sợ ở nhà nữa, không biết làm gì hết. Anh ơi, mưa quá à, chắc mình đi vô nhà đi anh ha? Dạ, đi mưa, vô nhà chơi đi. Dạ. Rồi cái này là anh mang theo hả? Dạ. Lát nữa có phải làm lại không? Dạ, làm, chắc là làm, xuống làm nữa. Đi đường này nè. Nhà đây anh. Dạ. Dạ. Rồi ở cửa sổ này là mưa là chắc chắn là tạt luôn rồi. Chứ sao mà che chắn vậy được, này cũng bị hư hết rồi. Rồi còn cái bạc này làm gì anh? Bạc này để phơi lúa. Phơi lúa. Thấy treo đủ thứ đồ trên đây luôn. Mọi cái trắng một chút giống như kiểu là có cái gì cứ ráng gom lại rồi trắng để cho nó cái nhà nó đừng có bị trống ha. Ủa rồi chị tới giờ chưa về luôn anh? Để phụ giúp chồng kiếm thêm thu nhập, phụ giúp phần nào chi phí chữa trị cho hai con, chị Hà Tim còn nhận đi chăn bò thuê. Tuy có vất vả phần nào khi phải điều theo con khi làm việc, nhưng với nỗ lực vượt qua cái nghèo, chị cũng quyết tâm giải nắng dầm mưa để ước nguyện chữa khỏi bệnh cho con có thể trở thành hiện thực. Vừa rồi về rồi kìa. Thôi chào chị. Dạ, tôi là Mạnh Cường, đến từ chương trình Máy Ấm BNG. Thì nãy có tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình mình một chút. Bây giờ chắc là nói chuyện với chị ha. Đợi xíu để bọn bé vô ngủ đã. Rồi chị cứ tự nhiên đi. Thôi giờ mình ngồi đây trước đi. Rồi dạ. Rồi mỗi lần mà chị đi chăn bò vậy mà trời mưa trời gió vậy anh có lo không? Dạ, lo chứ. Rồi trời mưa rồi ướt rồi về nhà nó sợ ôm đau rồi con cũng đau không biết làm gì nữa. Dạ. Khi nãy em thấy là Cường thấy là trời mưa mà chị là lúc đó thì chị đang đi chăn bò mà chị mang thêm bé nữa, rồi mưa thì mình núp vô đâu? Dạ, núp vào cành cây, dưới gốc cây. Dưới gốc cây mà khi nãy mưa cũng lớn lắm mà chắc là cũng không có che hết được cho hai mẹ con nữa ha. Trời mưa lớn thì mình không biết núp chỗ đâu, chỉ có cành cây chứ. Rồi, nhưng mà bé cũng ướt hết. Dạ cũng ướt. Có hồi thì bé cũng bị đau.
về chăn bò cũng bị đau, bị ướt mà, bị đau miết hết. Chị định đi chăn bò như vậy cũng cực, mà còn phải điều thêm em bé nữa, vướng víu dữ lắm ha. Dạ, cũng vướng chứ, mình cố gắng, khó khăn lắm mình cố gắng, tại mình, gia đình mình khó khăn quá, mình phải cố gắng vượt qua. Nhưng mà như vậy thì một bé thì mình mang theo, còn một bé thì sao ạ? Dạ, mình gửi cho người ta, gửi cho bà nội đánh thì mình gửi cho bà nội, mà có người nào thương mình á, người ta giữ giùm cho mình. Sao mình không nhờ giữ luôn hai bé luôn? Dạ, người ta đâu có giữ nổi đâu, tại bé có nuôi khó mà, thì mình cũng mang cho đỡ. Anh thì khi nãy anh nói là mỗi ngày á, anh mà làm cà phê thì là khoảng 100, 120, 130 gì đó. Còn chị mà chăn bò như vậy thì có nhiều tiền hơn không? Dạ, tính năm thôi, người ta tính năm. Bò nhiều thì người ta cho một năm khoảng 3 triệu thôi. Bò nhiều là bao nhiêu con? Khoảng 10 hay 8, 9 nữa. Thì 5 con thì người ta cho ít. Cho dạ. 5, cho tính 5. Dạ, hai bé là được bao nhiêu tuổi? Bé lớn thì 5 tuổi rồi, bé nhỏ thì 22 tháng. Dạ. Mà cả hai bé đều... Cũng bị tàn tật hết. Không đi được mù. Chân tay thì cứng đơ đó. Ban đêm thì không ngủ, khóc miết. Bé lớn thì từ nhỏ rồi đâu có ngủ, đâu tới 5 tuổi nó không ngủ luôn. Mình chẳng mệt lắm, bị bệnh miết. Chứ đâu có khỏi đâu, đi tới bác sĩ này bác sĩ kia đâu ấy đâu đỡ đâu. Bệnh đủ thứ rồi, viêm ruột rồi, viêm phổi rồi, ốm rồi, đủ thứ. Mình phải đi chạy chữa đủ thứ tiền, mệt lắm. Không đủ tiền luôn. Nhưng mà mình có biết là nguyên nhân sao mà bé lớn bị rồi bé nhỏ cũng bị y chang vậy, chị có biết không? Bác sĩ nói sao? Chị bác sĩ đâu có nói đâu. Hồi mình đi khám bé lớn thì bác sĩ nói đẻ đi không bị lại đâu. Thì mình đẻ ra cũng bị luôn. Mình đâu có biết lý do đâu. Thì đi khám bác sĩ nói bị bại não. Mình đâu có biết đâu. Bé lớn cũng vậy luôn? Hai đứa đều bị bại não hết. Rồi nhà mình có ai ở cái khu này là có ai giống như nhà mình đẻ con ra cũng bị vậy không? Dạ không có. Cái lần đầu tiên mà bé lớn bị á, rồi bác sĩ nói là sinh ra em bé nhỏ là không có bị á. Chắc chị với anh cũng hy vọng dữ lắm ha. Mình cũng hy vọng chứ. Mình người ta thì có con thì mình đâu có con, thấy người ta con người ta chơi mình cũng thèm như vậy lắm. Mình cũng xót buồn lắm. Cũng thấy khổ đời mình. Từ khi mà bé nhỏ ra đời, bé nhỏ cũng vậy luôn. Cũng bị y chang là bé lớn như vậy. Y vậy, thấy mới đẻ thì mình cũng thấy to, mà mình cũng thấy vui vui. Mà tới 5 tháng thấy cũng bé cũng vậy, mình cũng buồn hơn, mệt hơn nữa. Thấy khóc nhiều lắm. Nào cũng khóc, ngày nào cũng khóc đó. Thấy tội lắm mà. Người ta khác mình khác. Khi mà nhìn thấy con mình như vậy là bắt đầu 5 tháng, bắt đầu chị cảm nhận được là bé nó cũng bị giống như là bé lớn. Và lúc đó chị có cảm thấy mình bế tắc? Cũng hài đó, mình cũng thấy khổ buồn nữa. Tại đời mình tệ, có khi mình thấy mình chết hơn còn sướng hơn. Hỏi thật luôn là tới bây giờ anh chị còn hy vọng không? Thì giờ thì bé thì không hy vọng. Nhưng mình hy vọng thì nếu mình có đẻ lại thì nếu mình khám bác sĩ nói thì mình có con được thì mình đẻ, thì nếu không thì mình không đẻ. Để mình có một niềm vui trong cuộc sống thì anh chị mong muốn được điều gì để có thể mình vượt qua được? Thì có giúp đỡ được thì phần nào có tiền lo cho con, lo nhà ở rồi đầy đủ thì mình cũng thấy bớt phần nào. Giờ khó khăn có tiền thì không có, mình lo cho con ốm đau thì không có tiền, nhà ở thì không có, mình thấy mệt lắm. Thì có được một căn nhà có phải là niềm mơ ước của anh chị không? Dạ. Thì trong mơ thì mình đâu có mơ được có căn nhà
đâu có mình có điều kiện có căn nhà đâu, phải mình khổ quá mà. Mình đâu có điều kiện đó đâu. Nghĩa là không bao giờ. Dạ, kể cả trong giấc mơ cũng không bao giờ nghĩ. Không bao giờ có luôn. Mơ không có luôn. Cường đến từ chương trình Máy Ấm BNG. Và đây là một cái chương trình xã hội hướng tới cộng đồng. Chung tay cùng với cộng đồng để chia sẻ những khó khăn của những người nghèo khó hơn, có hoàn cảnh bất hạnh hơn như là gia đình mình. Và cũng xin được báo cho anh chị tin có lẽ là sẽ là một cái niềm vui nào đó để giúp cho anh chị có thể vui vẻ hơn trong cuộc sống này. Đó là chương trình Máy Ấm BNG sẽ tặng cho anh chị một ngôi nhà. Dạ, một ngôi nhà mà để cho anh chị có thể chăm sóc cho người nhà đó, có thể giúp cho các bé. Có thể nha, Cường nghĩ cũng có thể là do là nhà lạnh lẽo quá rồi bé nó ngủ không được thì nó khóc thôi. Có thể là trong ngôi nhà đó thì các bé sẽ có sức khỏe tốt hơn. Khi mà mọi chuyện được tốt đẹp hơn thì biết đâu ha, biết đâu mình sẽ có những bé khác khỏe mạnh hơn và cuộc sống nó sẽ tốt đẹp hơn. Nếu có thì mình cũng bớt được phần nào khổ, rồi mình cũng thấy đỡ, thì mình thấy bé nó khổ mình cũng khổ, hoàn cảnh cũng khổ thì mình cố theo nhiều lắm. Nếu có một căn nhà thì mình cũng bớt được phần nào nuôi bé tốt hơn. Dạ. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại trong một thời gian tới nữa để cùng cảm nhận được niềm vui của anh chị như thế nào trong ngôi nhà mới đó. Và chúng tôi hy vọng rằng là khi mà quay trở lại lần đó thì chị cũng sẽ có tin vui ha. Rồi, cảm ơn anh chị. Mong ước bao năm nay về một mái nhà lành lặn giờ cũng đã trở thành sự thật với gia đình chị Hà Tim. Một ngôi nhà mới bắt đầu hình thành khi từng bức tường được xây cao và mái nhà được lợp mới. Giờ đây, với cảm xúc dâng trào hiện rõ trên sắc mặt của đôi vợ chồng trẻ, ngôi nhà mới phần nào đã tạo thêm nhiều động lực giúp họ thoát ra khỏi tâm trạng muộn phiền phải đối mặt hàng ngày và mang họ đến với một tương lai tươi sáng hơn trong căn nhà mới ấm áp khang trang. Thưa quý vị các bạn, và để bắt đầu trong cái việc trao nhà thì xin được mời ông Nguyễn Nhạn, Ủy viên Thường trực Hội Bảo vệ Người Tàn tật và Trẻ Mồ Côi tỉnh Đắk Lắk sẽ có chia sẻ. Hôm nay tôi rất vui mừng về dự cái lễ bàn giao trao tặng nhà Máy Ấm BNG cho gia đình chị Hà Tim Cần Thơ. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận đoàn thể đã nỗ lực thi công, đã đúng tiến độ và đến nay bàn giao công trình hoàn thành mỹ mãn. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Và tiếp theo sẽ là nghi thức quan trọng nhất, đó là nghi thức trao quyết định để trao máy ấm BNG cho chị Hờ Tim và anh Inuen. Và trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Hiệp là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giang Cang. Và tiếp theo chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Trần Thiệu Nhã là Giám đốc chi nhánh BNG tại Tây Nguyên. Tôi cũng tin tưởng là sau khi có được căn nhà thì gia đình cũng sẽ cố gắng thực hiện tốt cái công việc làm kinh tế của mình so với trước đây để mà có một cái cuộc sống tốt hơn sau này. Thì sẵn đây thì cũng có một cái món quà nhỏ muốn gửi tặng cho gia đình. Cái này là cái vật dụng trong gia đình. Dạ. Trang bị đầy đủ hết ha. Dạ. Rồi chúng ta cùng dành một tràng pháo tay lớn. Rồi anh Inan, bây giờ lát nữa là sẽ chuẩn bị vào căn nhà mới của mình nè. Rồi đã có rất nhiều những vật dụng để chuẩn bị cho trang bị cho một cuộc sống nó ấm no hơn. Thì cảm nhận của anh bây giờ sao? Dạ, thì cảm nhận của anh thì em thấy cũng rất vui, thì cũng cảm ơn bởi với công ty đã Vàng Bạc đã hỗ trợ làm nhà mới cho hai gia đình chúng tôi, cũng thật cảm ơn. Dạ, rất là xúc động, cảm ơn nhiều và vui đúng không anh? Dạ, còn chị Hà Tim, điều mà chị với lại gia đình vui nhất khi mà chuyển vào căn nhà mới đó là gì? Dạ, rất vui vì có được mái ấm cho bé,
và không bị như trước á, bị mưa tát rồi bị dọn nhà ấy, không có chỗ ở. Bây giờ cũng rất vui có chỗ ở cho bé rồi. Gia đình xin hứa sẽ cố gắng vượt qua khó khăn để không phụ lòng các hộ bảo trợ cho bé. Xin cảm ơn. Chúng tôi mong rằng là và cũng tin rằng là khi mà chúng ta có một khởi đầu đẹp hơn, tốt hơn thì mọi chuyện nó cũng sẽ thay đổi hơn ha chị ha. Mong rằng là anh chị sẽ có được những cháu bé khỏe mạnh ở chính ngôi nhà của mình, ở ngôi nhà mới này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với nghi thức là gỡ bảng trao nhà. Xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Hiệp và ông Trần Thiệu Nhã. Và bây giờ thì chắc là chị dắt mọi người vào tham quan nhà đi ha. Bây giờ nhà này là của mình rồi đó, mình có toàn quyền rồi. Đây. Thưa quý vị, trải qua những tháng ngày khổ đau trong cuộc sống cũng như là ý chí quyết tâm vượt qua mọi khó khăn gian khổ, hy vọng rằng ý nguyện của vợ chồng anh chị sẽ dần trở thành hiện thực và trong ngôi nhà mới này sẽ có thêm những tiếng nói cười của trẻ thơ, biết vui đùa để an ủi phần nào trên bước đường đời của anh chị. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình tuần này cũng đã hết. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Mạnh Cường xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến các khán giả đã luôn dõi theo và chia sẻ cùng chúng tôi trong mỗi số phát sóng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau cũng trên khung giờ quen thuộc lúc 11:30 Chủ nhật tuần thứ 2 và tuần thứ 4 của tháng trên kênh Let's Việt VTC9.